Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phong theo thánh Luca. Lời Chúa vinh nhân Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn dạy cho các ông phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng mà rằng trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa cũng không kiên nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông rằng: "Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù." Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa và mà cũng chẳng kính nể người ta nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi nên ta sẽ xử cho bà ấy kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc rồi chúa phán các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó vậy thiên chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển tròn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giảng với họ mãi sao thầy bảo các con chúa sẽ kiếp giải quan cho họ nhưng khi con người đến liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô người khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em. Vào những ngày gần cuối của năm phụng vụ giáo hội cho chúng ta nghe lời chúa hướng về ngày cánh chung ngày chúa đến trần gian lần thứ hai trong khi chờ đợi ngày đó các tông đồ và những người tin vào chúa sẽ gặp nhiều thử thách gian nan trong cuộc sống nên mọi người cần phải có một cái tinh thần tỉnh thức sẵn sàng một trong những cái tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng đó là mình giữ lòng mình kiên trì trong cầu nguyện và để cho minh chứng hay là minh hòa cho lời dạy của mình chúa giêsu đã dùng một vụ ngôn về ông quan tòa bất chính và bà quá nghèo để chúa xu dài một bài học phải kiên trì trong cầu nguyện và trung thành trong đức tin của mình thực ra thưa ông bà anh chị em trong xã hội do thái lúc bấy giờ người phụ nữ không được coi trọng mấy cuộc sống của họ hoàn toàn lệ thuộc và nương nhờ vào người đàn ông ở đây dụ ngôn nói đến bà quá cho nên bà không còn người chồng để mà nương tựa và vì vậy bà vừa thiếu người nâng đỡ cũng lại vừa nghèo khó cho nên dù bà có bao nhiêu lần đến để xin quan tòa minh oan cho mình nhưng vẫn không được giúp đỡ và chúng ta thấy dù ngôn nói với chúng ta bà này đã nhiều lần đến thưa quan xin ngài bên vực tôi chống lại kẻ kiện tôi thời gian khá lâu ông không chịu phần của vị quan tòa ông mệnh danh là người bất chính và ngay cả chính ông ông cũng đã nhận nhận rằng mình là người bất chính ông chẳng kính sợ thiên chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì ông làm việc không vì công lý nhưng vì bổng lộc mà bà quá này thì nghèo đâu có bổng lộc gì để cho ông Minh Quang cho thưa ông bà anh chị em vụ ngôn kết thúc cũng có hậu ông quan tòa bất chính đã thú nhận Dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng bà quá này cứ quấy rầy ta mãi thì ta bên vực cho bà cho rồi. Kẻo bà ấy cứ đến hoài làm ta nhức óc. Cho nên, như vậy, nếu một vị quan tòa bất nhân, bất chính và xấu như thế còn phải chịu thua Những lời vang nài và kiên trì Của người đàn bà quá Bà đành phải xét xử cho bà Thì huống chi là Thiên Chúa Đấng công chính nhân hậu vô cùng Lẽ nào mà Ngài không ban dồi dào những cái ơn ơn lành ơn phước mà chúng ta đang tha thiết để cầu xin. Do đó, chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện và giữ vững đức tin của mình vào Thiên Chúa. Tuy nhiên thưa ông bà anh chị em, việc cầu nguyện không phải là chúng ta cứ nài ép để cực bằng chẳng đã Chúa đành phải ban cho chúng ta những điều mà chúng ta mong muốn nhưng nhắm tới một đức tin đức tin mạnh mẽ bởi cầu nguyện phải cần đến niềm tin và hy vọng mà niềm tin thì cần đến sự thử thách và niềm hy vọng cần đến sự vững vàng và kiên nhẫn thiên chúa là người là người cha hiểu thấu chúng ta cần gì và điều gì tốt nhất cho chúng ta và ngài sẵn sàng ban những ân huệ cần thiết nhưng người cũng cần cần thấy một cái sự khao khát thật lòng và chân thành của mỗi người mỗi con người chúng ta và luôn thân thưa với thiên chúa là cha của mình bên cạnh đó việc cầu nguyện liên lỉ cũng là một mối dây liên kết con người của chúng ta với thiên chúa cách kháng khích hơn và cũng từ đó để nhận ra cái tình trạng cái thân phận bất lực của mình của con người và con người cần đến thiên chúa là đấng toàn năng thưa ông bà anh chị em thực tế đôi lúc những lời cầu nguyện hay cầu sinh của chúng ta bị Chúa trì hoãn đáp ứng. Việc trì quản này có lý do mà chỉ có Chúa mới biết. Chúng ta không nên đi tìm kiếm tìm kiếm một cái hiệu quả tức thì. Những lời cầu nguyện hay cầu xin của chúng ta, Chúa sẽ đáp lời chúng ta lúc nào hay bằng cách thức nào làm sao để có lợi nhất cho chúng ta. Và theo như thánh ý của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Và thời gian Chúa nhận lời có lẽ lâu hơn là những gì chúng ta tưởng. Và cách thức Ngài ban cũng có thể khác với cái ước nguyện mà chúng ta đang mong chờ. Nhưng chúng ta hãy nhớ một điều đó là bao giờ những điều Chúa ban cho chúng ta cũng thích hợp nhất cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Và bao giờ cũng là cách hiệu quả nhất Cho hạnh phúc vĩnh cửu của mỗi con người của chúng ta Bởi vì Thiên Chúa là người cha nhân học Ngài sẽ ban những điều tốt hơn là những gì chúng ta mong đợi Ông bà anh chị em Cũng giống như là một trường hợp Một đứa bé Nó đòi Mẹ nó cho uống nước ngọt có ga, nhưng mẹ thì lại cho nó sữa. Bởi vì bà biết rằng sữa đó sẽ làm tốt cho sức khỏe con của mình hơn. Còn nước ngọt đôi khi có thể làm cho con của bà trở nên bị nghiền hay là nó bị đau bụng. Cho dù là sữa thì không làm cho đứa bé nó khoái khẩu bằng nước ngọt mà nó sinh nhưng mà ít lợi cho nó hơn cũng thế thưa ông bà anh chị em thiên chúa cũng mang những điều tốt cho chúng ta dù trước mắt chúng ta cảm thấy mình không được thỏa mãn nhưng cái hiệu quả thì vẫn tốt cho chúng ta hơn bởi vì chúa là người cha nhân lành và ngài hiểu thấu những điều cần thiết cho chúng ta thưa ông bà anh chị em qua dụ ngôn lời chúa hôm nay cho chúng ta thấy trong cuộc sống luôn có những bất công và những người nghèo khó những người thấp cổ bé miệng dễ chịu nhiều thiệt thòi ở nhiều phương diện bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được cái bản tính con người của chúng ta chúng ta dễ nại đến nhiều lý do, nào là không có giờ, nào là nghèo khó, nào là bận công chuyện làm ăn, vân vân và vân vân. để chúng ta không đọc kinh cầu nguyện và chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp cho cuộc sống mà đầy dẫy những khó khăn, những thử thách mà chúng ta đang đối diện. Thiên Chúa là người cha nhân lành Ngài không bao giờ làm ngơ trước những lời kêu sinh của con của những người con cái của Ngài Hoặc là bỏ mặt cho con cái trong những thử thách khó khăn Vì vậy chúng ta hãy đặt hết niềm tin và lòng trong cậy Để tin tưởng phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa mà kiên trì trong cầu nguyện để rồi đức tin của mỗi người chúng ta được luôn lớn mạnh cho đến ngày chúa trở lại lần thứ hai trong vinh quang amen